Thưa quý vị và các bạn, từng bước duy trì, nâng chất xã nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao theo lộ trình. Thời gian qua, ngoài việc phát triển kết cấu hạ tầng, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng cảnh quan môi trường nhằm từng bước đưa diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Với mục tiêu xây dựng môi trường sống với cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa đã thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường gồm 12 thành viên, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Đến nay, câu lạc bộ đã thực hiện được nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ, vừa duy trì nâng chất tiêu chí nông thôn mới, vừa cải tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Mục đích ý nghĩa của câu lạc bộ thì nhằm để xây dựng trong cái vấn đề là xã nông thôn mới giai đoạn là năm 2021 năm 2025, để là từ cái nông thôn mới để đi vào cái vấn đề nông thôn mới nâng cao. Qua từ đó thì bà con cũng ý thức thấy rằng là vấn đề thành lập câu lạc bộ môi trường, tuy rằng hội cựu dân binh tuy là lớn tuổi nhưng mà cái sự tâm huyết cũng là đi là thu rơm rác, là cắt tỉa với bông hoa giấy. Thì đường xá trên vấn đề đường liên tỉnh 954 của tỉnh lộ thì cũng được là xanh sạch đẹp. Thì qua đó bà con cũng được thấy được cái vấn đề là ý thức của bà con, thì trước cửa nhà ai thì bà con cũng tự giác để mà thu xếp dọn dẹp cho sạch sẽ, bỏ vào thùng rác đúng quy định. Từ lúc mà vô tham gia câu lạc bộ môi trường xã Tân Hòa thì tôi thấy trong cái câu lạc bộ thì làm cũng rất tốt. Làm vệ sinh theo gặp mét lệ đường, rồi tỉa trồng cây xanh. Thì đằng này tôi cũng nhiệt tình làm, rất hoan nghênh. Bởi vì mình làm cho một cái địa phương mình nó cái mỹ quan nó sạch đẹp. Bởi vì cái xã mình là xã nông thôn mới mà được mà nó xanh sạch đẹp, rồi có bông hoa này kia, thấy nó nậu mình đi dọc đường thôi, mình thấy nó cũng tươi đẹp này kia, đọc con người mình cũng hưng phấn khởi thêm nữa. Qua hơn một năm thành lập, số lượng thành viên trong câu lạc bộ đã tăng lên đáng kể. Từ 12 thành viên ban đầu đã nâng lên 34 thành viên. Hàng tuần, hàng tháng, các thành viên thay phiên nhau thực hiện các hoạt động cụ thể như tổ chức ra quân, cải tạo bùn qua và cắt tỉa qua giấy dọc tuyến đường tỉnh 954. Phun xịt thuốc diệt cỏ với tổng chiều dài khoảng 10 km, trồng qua sứ, qua giấy dàn các tuyến đường. Trong thời gian sắp tới thì câu lạc bộ sẽ triển khai sâu vào vấn đề các cái cụm dân cư và các cái cộng cảnh để bà con cùng nhau để mà thông gương cống rãnh để thoát nước cho bà con bớt cái hôi thối, tránh cái mầm bệnh sốt xuất huyết của bà con nhân dân ở trên địa bàn của xã. Vừa tuyên truyền mà vừa thực hiện để cho bà con thấy được là cái câu lạc bộ mình làm có tác dụng, có ý nghĩa, nó xanh sạch đẹp như vậy đó, để bà con noi theo và làm theo. Chứ trước đây thì không có câu lạc bộ môi trường thì bà con là cứ là thảy rác là bừa bãi. Từ cái ngày thành lập câu lạc bộ môi trường đến nay thì chúng tôi cũng vừa làm mà vừa tuyên truyền vận động bà con nhân dân cũng có ý thức để bỏ vào cái thùng rác có nơi có chỗ để cho cái công trình cộng thu gom rác. Góp sức cùng chính quyền địa phương duy trì và nâng chất tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, câu lạc bộ bảo vệ môi trường xã Tân Hòa sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền, vận động người dân chung sức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đó, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.